Ngày đoàn đã đến Mã Pì Lèng, một độ cao thì rất cao, dân đi làm dễ. Đây, sương mù là dày đặc, đường thì tận trên kia. Đây, mây mù. Cho nên là chúng tôi bắt đầu lại đi tiếp Cao Bằng, Bác Bó. Trên đường về Cao Bằng. Có thầy chỉ trời đất mô. Có thầy chỉ giờ ni mô. Đây, rất rất tối. Đây. Đây là công khai. Đây là anh Nguyên. Anh Hánh ơi, để cho em lên trước không lỡ em mà có bổ thì để anh lôi của em ra. Thôi chúng tôi kết thúc từ đấy nhá. Vì tội quá.